Này không có dám chỉ phải sao la đâu, tại nó khó vẽ quá. Giờ mình đi in xong mình cắt ra thì có được tính là ăn gian không ta? Mà lúc tìm kiếm sao la trên mạng làm thấy có quá nhiều thông tin hữu ích về SEA Games 31 luôn á. Share cùng mọi người nè, nhìn dễ thương như vậy nhưng người ta là một loài thú quý hiếm cực kỳ nguy cấp tại sách đỏ luôn, phát hiện tại miền trung của Việt Nam năm 1992, được mệnh danh là kỳ lân của châu Á. Không chỉ mang biểu tượng của sự độc nhất, cặp sừng chữ V của em nó còn chỉ ra hai ý nghĩa to lớn nữa, đó là từ Việt Nam và từ Victory tức là chiến thắng. Linh vật này được xem là lời nhắc nhở và đoàn thể thao Việt Nam đầy khát khao chiến thắng, vì nó được biết đến là loài vật sở hữu sự dẻo dai và bền bỉ, thân hình cân đối, cơ bắp chắc nịch nhưng mà cao cả hơn. Sao La không chỉ là linh vật của SEA Games 31 mà còn là lời kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường và kêu gọi sự đầu tư nhiều hơn nữa để bảo vệ chúng.